Việt Tân, suy nghĩ của kẻ bán nước. Đầu tiên đập vào mắt chúng ta là dòng tiêu đề viết hoa nhấn mạnh sự thiếu kiến thức lịch sử của giới trẻ Việt Nam. Sau khi chê thanh niên Việt Nam là thiếu kiến thức thì tiếp theo ta đã thấy Việt Tân viết rằng Pháp quay trở lại Việt Nam năm 1946 không phải để xâm lược mà là để trả lại độc lập cho các dân tộc bị Pháp xâm lược trước đó, vân vân ABCXYZ. Đọc đến đây là đã thấy không ngửi được rồi, khỏi đọc tiếp. Đọc những dòng biện minh của Việt Tân cho cuộc xâm lược lần thứ hai của Pháp với Việt Nam mới hiểu hóa ra bán nước không chỉ là nghề mà còn ăn vào máu của tổ chức này. Trao trả độc lập cho nước thuộc địa mà phải đem mấy chục ngàn quân từ mẫu quốc sang đây với phun súng ống trang bị rồi chịu thất bại mối mặt, thiệt hại không biết bao nhiêu lần mãi mới chịu rút quân khỏi Việt Nam. Trao trả kiểu này thì mất công quá. Nghe Việt Tân kể chuyện, tự nhiên trong đầu kênh Dòng Máu Việt lại nghĩ ngu như thế này. Giả sử nếu để Việt Tân lãnh đạo đất nước thì lịch sử dân tộc phải thay đổi cơ bản theo cách là quân Mông Nguyên không định chiếm Đại Việt, Mông Nguyên chỉ muốn mượn đường để buôn bán với Champa. Nhà Minh không xâm lược nước Đại Ngu, nhà Minh chỉ muốn khôi phục nhà Trần. Vua Lê Lợi đánh nhà Minh là đánh đuổi đi một nền văn minh. Việt Tân này gốc gác là người Hàn Quốc hay sao mà xuyên tạc lịch sử kinh vậy?